mỏ được rồi. Cá heo em này, cá heo. Cá heo. Dạ. Đẹp lắm ạ. À. Này luôn làm kiến đẹp lắm. Trời ơi, biết biết nó sống. Sống nhanh hả? Nhiêu ký chị, cái heo này nhiêu ký? 250 anh ơi. 250 ha. Dạ. Giờ là rẻ rồi đó. Nhà hàng là tới 500 ngàn. Cái này là nhà hàng nó bán cái heo xanh kia nó nuôi. Dạ. Chẳng chị cho em 200 gram chị. Dạ. Cho Út anh vlog nấu mua 200 gram về kho tiêu coi. Đấy nó ăn đi xong ăn đi khác. Rồi 200. 200. Với em 200 cá linh luôn đi chị. 200 cá linh luôn. Dạ. Cá linh bự, cá linh nhỏ anh? Linh em nhỏ đi, nhỏ đi. Dạ. Dạ. Vườn nhà Dũng bữa nay nước nó lên đó, cá nó mò lên nó quậy này cả nhà. Đó. Cái ngô cá sạch cá lóc nó lên đó. Nước nó lên xem xét cá nó lên đó. Nó bơi lên đó. Bình về nấu canh chua. Mời mọi người đi cắt lục bình với em nha. Đây, nước lên sắp sắp vườn nhà Dũng, nước lên sắp sắp nè cả nhà. Cá nó mò theo lên đây nè. Đó giờ Út Anh đi hái cây thân cây lục bình về nấu canh chua. Nước nó mò lên sắp sắp nè. Ồ cá nó ục kìa, cá nó ục kìa. À. Ồ nước lên rồi. Để cái gỗ đi anh, để cái cây anh khiêu vô. Giờ anh đi hái ha. Ừ. Này mở lục bình về nấu canh chua cá linh. Canh chua cá linh, canh chua cá linh. Phượng hái tiếp đi Phượng. Phượng chào cả nhà nè, chào khán giả nè Phượng. Chào cả nhà, mình hái lục bình. Này hái lục bình, nấu canh chua. Để mình ê đi. Ê, cái ngoài chợ tôi thấy nó có bán cái này nè. Cái lục bình non đó có, đó. Có sao không có nhóc. Nè. Để tôi kéo vô tôi lấy cái này cho ông Dũng nè, cho ông Dũng không biết đúng không? Kỹ không đi. Có cái xúc xích gì nữa hả? Có. Lạc xưởng. Lạc xưởng. Là cái nào? Cái nó nè, tròn tròn á hả? Nó dạ. Ừ. Nè cái này nấu nè. Đúng rồi, ê ê. Nè. Trời ơi, ổng không biết tướng. Thầy chỉ vậy nè. Vậy nè, chỉ ra đừng có lấy cái dao vậy nè. Cứ sát vô đó. Cái này là nó non lắm. Đừng lấy dao phải không? Ừ. Đó, cái này là non. Rồi, cái xúc ra tôi chỉ là kéo vô anh.
Ê, vịnh cái ha gỗ nghe hồi nó la nó văng xuống. Không có lịch sử. Đây cùng Út Anh vlog hái lục bình nấu canh chua cá linh nghe cả nhà. Nè có lịch sử gì nè thấy không? Có cái non vậy. Mà điều nó hơi dài dài hơn chút cũng được. Rồi cái mình nè. Đây nè, nhắc tới cái non nè, đó. Là xong. Như đó. Mình dùng dao cắt nha ha. Nè. Cả nhà. Đó. Đó lạc xưởng hả? Thấy không? Không, cái này không có lạc xưởng nhưng mà cái này rất là non, ngon lắm cả nhà ơi, mới hái. Để lấy cái cây đi cho nó vô. Cái này mình để lên đây đi hồi nữa mình kéo về cho con gà nó ăn. Cái nào tét rồi bỏ qua bên đi. Kéo vô hồi tôi cắm đầu. Nè, này là phải không? Đó. Bỏ cái cọng này bỏ, cọng này giờ cắm rồi ăn gì? Nè, lạc xưởng nè, thấy không? Cả nhà. Đưa cây tôi kéo qua. Kéo vậy bà. Cái môn con ngứa trời. Vậy hả? Ngày qua bà ngứa bà gãi. Nè cả nhà. Cái lấy cái già nó đâu ngon. Cú. Lát anh cho gà nó ăn anh. Vừa còn buồn nào giao không? Có. Hồi nó đến nó cho đã buồn tự lắm rồi. Thấy ham quá cả nhà ơi. Cái này nó ngon trong hết trơn. Đó, nè thấy không? Cái này nó non thì mình nè. Nhắc gì nè, nó về khỏi được lợi. Thấy nhiều đi nữa, cho tháng 6 hôm mới. Nè. Tháng 6 không phải ăn này lắm. Phải, trời ơi, ổng phải lắm nè. Nè, lạc xưởng nè. Trời cái này ăn lẩu mắm ngon lắm nghe. Ừ. Cái này với bông á, cái bông lục bình á, người ta ăn lẩu mắm. Ừ. Rồi sao mà của mình không thấy bông á anh? Cái lạc xưởng nè. Này chưa có bông. Chưa à, ít nữa nó nè. Đâu? Nè là cái lạc xưởng này ăn bùi bùi ngon lắm cả nhà ơi. Về cái mình lấy dao mình gấp gấp cái này ra, cái mình chẻ ra làm hai. Nó mình xào mỡ ăn cũng được, hoặc mình nấu canh chua cũng được. Nó ngon, nó giòn. Quá trời non. Nhìn thấy mê luôn. Bào ra he, rồi làm lẩu cua đồng á. Trời ơi, nhúng. Để vậy nhúng. Ngon lắm. Không cần bào. Hồi xưa là tôi bắt cua về tôi nấu á. Tôi nấu canh chua. Ngon cực kỳ luôn. No trong luôn rồi cả nhà ơi đó. Này có khúc lạc xưởng này. Đúng rồi đó. Khúc lạc xưởng nó cục nè, thấy không cả nhà. Ngon dữ lắm. Cái này khúc lạc xưởng này nó ra nó. Lúc anh rửa cái ngó lục bình đó để nấu canh chua đó cả nhà. Sáng hái được nguyên một xề luôn nè cả nhà ơi. Có ai muốn ăn không? Em mang Út Anh tặng cho ở mớ nha. Mà sau vườn nhà mình nhiều lắm. Đây cả nhà. Nguyên cái ao lớn luôn nè. Giờ Út Anh chuẩn bị rửa cái ngó lục bình để nấu canh chua. Nấu canh chua chế giác với cá linh. Nhiều được chưa anh? Với sáng được rồi. Sáng Út Anh cũng đi chợ cái găng đó cả nhà. Chả cái găng Cần Thơ mình đó mua được mớ cá linh với mớ cá heo mà nó đi chung với cá linh mùa nước nổi nè. Hồi sáng thì chở cái găng nước này là mùa nước nổi, cá đồng quá trời nhiều luôn cả nhà ơi, cá cua gì đủ hết, nhìn thấy mê luôn. Rồi giờ chuẩn bị chế biến làm cơm nha. Rồi nguyên liệu đã sẵn sàng rồi. Giờ này bắt đầu Út Anh chế biến nha cả nhà. Bữa nay vợ chồng mình nấu bữa cơm thì có cá heo kho cháy giác em. Cá heo kho cháy giác. Linh nấu canh chua. Linh nấu canh chua thân cây lục bình đó, ngó lục bình đó cả nhà. Ngó lục bình cũng hái trong vườn nhà thôi, ngoài sau vườn đó.
Một canh chuẩn bị làm bữa cơm ha. Cơm quê. Mùa nước nổi cá linh với cá heo. Cá heo ú luôn béo. Mày béo bị lắm luôn cả nhà. Sáng lúc anh đi chợ cái răng đó. Mua mấy cá linh với cá heo. Rồi, giờ chuẩn bị chế biến nha. Nó phần chua trước ha. Ốc anh làm món canh chua trước cả nhà. Đừng bỏ me vô nha cả nhà. Nấu bằng me tươi, me non đó. Mùa này có me tươi nè. Cháy giác đây nè. Mình ướp nha cả nhà. Cho nó một nêm. Một ngọt. Chút muối, chút nước màu. Nước màu nếu anh thắng nhà, màu đẹp quá. Rồi, lấy cho nước mắm luôn rồi. Dạ, chú lính canh gác nhà này ngủ rồi. Anh cho thêm miếng tỏi. Rồi để đi ngồi nó mình. Để thấm cái này ha. Ốc anh đang ướp cá nha cả nhà. Nấu canh chua trước rồi cá sau. Me chín rồi, dầm me vô nha mọi người. Mùa này có me tươi, ngon quá.
nấu con chua mẹ tươi ngon thơm. Cá linh nha. Nhiều không để kho bớt mớ đi. Để nữa nè, bớt chua, kho cá heo rồi. Kho tập tàn hay thứ. Nó bột ngọt. Cái miếng bột ngọt vô. Cho nó lục bình vô luôn cả nhà. Cá linh nó mau chín lắm, nó sôi lên giật mình sôi chín cũng như vừa luôn. Hấp vô đi. Rồi, ngon quá. Cua đã xong cả nhà, để rau nha. Thấy cảnh vườn. Là nồi cái vô. Rồi, cái kho cá heo nha cả nhà. Cá heo con chế giác. Nãy Úc Anh ướp sẵn rồi, mình kho chả xăng lên cái mình cho nước vô cái mình cho trái giác nha. Rộng cá bóng, hai ba cá bóng gì lên hả? Ừ. Cho rồi đổ nước nha. Cho nó xăng lên chút. Cắm là gì để cho nước vô. Rồi cho nước vô nha cả nhà. Cho chế giác vô. Cho chế giác vô luôn. Nhiều không anh? Chế giác hả? Rồi, gọi hồi mình ăn nhiêu mình dặm nhiêu. Cho hành ngò gai rau thơm cả nhà, nó thơm.
Rồi cả heo kho cháy giác sôi chín rồi cả nhà. Thơm lừng luôn. Giờ có cá chín rồi mình múc cá ra ăn luôn cả nhà. Cá gì? Cá heo. Cá heo ngon. Cá heo cô. Rồi, cháy giác. Rồi, cháy giác. Rồi, cháy giác. Rồi. Chào cả nhà, mời cả nhà ăn cơm nha. Với nhớ Úc Anh vlog nha. Mời cả nhà. Chào cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Này, Úc Anh có đi chợ Cái Răng Cần Thơ đó. Mua ít cá độc. Nước nổi này nó có cá heo với cá linh. Cá heo thì có cháy giác, cá linh thì nấu canh chua ngó lục bình đó cả nhà. Ai ai gần ở đây chạy lên cơm nha. Rồi cả nhà dùm cơm nha. Giờ mình cuốn bánh tráng trước nha. Này có thêm món thịt luộc nữa cả nhà. Luộc gần sống. Rồi sức dầu nước xanh như vậy thôi. Tôi rồi bao nhiêu dầu. Nguyên dầu. Không có dầu tôi chịu đâu nổi. Hồi xưa không có xài, sao tự nhiên giờ. Như già cái xài á. Tháng tuổi cái xài, chứ xưa không có xài dầu. Tôi mua lúa tai heo không à. Ê, ở chợ cái ăn nguyên ba mũi. Nó có bán mà ốc heo, ý má heo quá. Cái thịt má heo lóc ra thịt không vậy. Nó đang nấu cháo rồi. Tôi là nấu lẩu. Cũng mặn lắm. Dư mắt heo. Ừ. Mắt heo nấu cháo. Còn ra nấu lẩu mặn cũng được. Nấu lẩu ngon. Ừ. Mình thích ăn thì mình nấu. Rồi cái mình nhúng rau cả trời. Rau má. Rồi. Rau má. Rau má. Ngon. Ai thích ăn rồi. Nấu cháo nhúng rau nó ngon. Cả trời với rau má. Em mời cả nhà ha. Mời cả nhà ăn. Bông nó gói. Thịt luộc. Thịt luộc. Em quá. Nó mềm ngon à. Nó mềm ngon. Bằm một chút tư chứ không. Cả nhà xem. Gia đình mình bữa nay gia đình Úc Anh vlog bữa nay ăn món gì nha. Là cá heo kho cháy giác. Canh chua ngó lục bình. Thêm món bún cuốn thịt luộc. Ăn nguyên chi vậy? Ăn thịt luôn rồi. Không nguyên em ăn hết luôn ơi. Trưởng không ăn hết. Con nó ăn xôm. Lát nhau trong dũng ăn hết nữa. Trời cái răng đi cá rồi quá trời cá đồng luôn mọi người. Quá trời cá, mùa nước nổi này cá quá trời. Nước nổi thì cá. Có người ta qua người ta đi mua phóng chanh nó xuống ngay mới xong nó ta thả luôn. Đúng rồi. Ngay chân cầu cái răng đó, nó thả. Ở đó nó chán là ngon à. Ừ. Cá mua siêu thị không? Ừ, mua siêu thị. Bọn hắn tôi xung quanh đi mua đó. Giống bánh tráng của mình. Nó đó. Bán nhiều bịch. Không, thôi loại ngon xuống rồi mà nó phải nhúng nước á. Này không mua nhúng. Mua loại nhúng nè. Này không nhúng nè. Nó tiền. Nó để ngoài đó. Ừ. Nhúng nước thì thích. Mua không coi là lấy lộn liền. Này nhiều bịch. À biết. Mua rồi. Nó có để chữ là không nhúng nước mà. Ừ. Ừ. Không nhúng nước mà. Thì chắc cũng cỡ mười mấy ngày chục ngày ha. Nó một bịch là nó có hai ba bọc lắm. Mời cả nhà nha. Mua một bịch nữa. Ở quê không khí mát mẻ cả nhà. Ăn cơm mà sang vườn nè, ngoài vườn nè.
mát mẻ luôn, khung cảnh hữu tình. Đây mà mưa lâm râm mà sáng ăn miếng ruộng. Cơm mà để lên bàn này nè cho nó ăn, để dưới đó nó còn nó quất hết trơn, mốt mốt đụng để trong bàn, để dưới rồi con miếng cơm này. Giờ con bán cho ổng đi nè, để một cơm trên đây nè. Quấn cái bự giống ai đó không, giống cái thằng Hồng Quát, không có cái thằng Quát Trọng Lam á, nó có bự dữ lắm, bự. Cái về đây nè, Lam là con mà nó con có gì sáu á. Trời ơi, nó ăn nó ngốn nữa, nhìn thấy thầy luôn hả? Ngay rau nó ngọn mà ăn vậy, nó ngon. Hả? Nó tên gì? Nó tên thằng mình ấy. Tên thằng Quát có kêu không? Có Trọng Hân thì tên Chinh Xu, còn thằng chồng con Lam tên thằng gì tỉnh như quên. Chinh Xu dễ kêu ha. Hàn Quốc không hả? Lấy Hàn Quốc không? Rồi cả nhà ăn canh chua ngó lục bình nha, nấu với cá linh. Em quá. Khỏi chén thôi. Mình nghĩ nó cũng hơi tăng tăng đó Phượng, phải không? Không, nó tăng rồi. Tăng rồi chắc cay rồi, ớt cay quá. Ớt cay. Ủa đó giờ anh chưa ăn nè. Chưa ăn. Trời, ăn hoài. Quanh nó cũng ăn hoài nè, tôi đem lên ăn hoài, ông ngoại thái lắm. Vậy hả? Mỗi lần thì dưới vào. Phượng nó nhỏ quê nó ăn hoài đó. Ăn hoài, ngon lắm. Mấy chuồng nấu ra, hái vô nấu chua ăn hoài. Này nấu cơm mẻ chắc ngon lắm Phượng. Ngon, nấu cơm mẻ là đúng sách của nó luôn đó. Phải có cơm mẻ xong luôn cho qua mốt quên nha. Nó mẻ ngon. Mẻ ngon kìa. Bà ăn không nữa cho bạn miếng rồi. Mẻ ngon. Cá mua chùm chắc nửa ký quá. Nấu cái này cơm mẻ ăn ngon hơn. Sáng theo bếp cũng mua cơm mẻ. Cá linh ngon, mềm xèo. Cá linh này mình mua mình xay làm chả ngon không? Cũng được, cũng ngon. Cũng được. Mà không dai. Không dai bằng cá sạch, á, sao làm chả mới dai, nghĩ sao? Cá sạch đồng á, cá sạch nó nhỏ 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 rồi, nghĩ sao? Cả nhà không? Dùng cá heo của kho chế giác nha. Tiết kiệm mua mốt một cá sạch á, làm quay làm chả ăn. Đúng rồi. Mình gấp xương không? Muốn lóc lóc muốn không không? Trời ơi, xương không ăn gì trời. Lóc hai miếng là cháy. Lấy luôn hả? Lóc. Nếu gì bầm ha Phượng? Đi trời. Bầm ha? Bầm, tôi thay. Xay hả? Ở dưới có cái máy xay, mà cho mấy đứa đông tiêu rồi. Giờ nay chỉ cho nó hết. Bạn muốn xay gì bên đây hai cái rồi. Dưới có cái máy ép cho ép nước uống á. Ép rau càng trái nào đó. Tôi có một cái. Rồi cái cũng cho con Quỳnh Anh luôn rồi. Quỳnh Anh nào em lấy hả? Em Quỳnh hả? Tại vì trên giờ đây là miếng máy á. Chụp chùm lên xay rồi lấy đồ. Ôi trời, tôi dọn cho mày nữa hả? Nửa tháng trời, bởi vì cái tay tôi mới chặt. Tới giờ nó mới hết, nào mà chạy xe á. Xa đường xa nó tê á. Dọn nó bỏ mình chạy á. Thiếu canh si đó. Không, cái này mà bộ phẩm nó bị đó, mình muốn không? Nhà nó hết anh mà chạy đường xa nó bị tê cái chỗ này. Nhưng từ từ nó hết. Đó là ai cũng biết canh si. Chua không? Chua. Dặm ra nó mới chua. Dặm ra như me vậy đó. Nó như me mà cái giác này nè, kho cái gì ăn ngon không? Có cái nầu á, cái nầu. Đúng nguồn quá. Ở dưới là có cái nầu bự là cái giác kho cái nầu là đúng bài luôn. Đó, kho cái nầu thế nào một trái dừa ha. Cái nầu có biển mà. Dừa tươi hả? Ừ. Kho ăn. Nhìn thấy rồi, ở dưới là có cái nầu bắt đầu là mình anh nó điện tôi đó. Nó điện chứ không? Có cái nầu nè. Còn nếu mà không có trái giác thì mình thay mai á. Có mai á. Vậy đó. Ngon lắm. Ngon quá. Ăn đi, quấn này ăn cho hết đi. Nó chỗ còn cái trường mập chứ con. Chứ con mới dảnh. Một dĩa chỗ dĩa bự. Nó lên này ăn luôn xương. Thì chào cả nhà nha. Hẹn Út Anh Vlog, hẹn cả nhà video sau ha.
Bye bye cả nhà.